những vũ khí mà lính đặc nhiệm Mỹ sẽ không bao giờ để ở nhà khi đi chiến đấu. Các kỹ năng cận chiến đỉnh cao chính là những yếu tố để phân biệt lực lượng đặc nhiệm Delta Force và Geo Team 6 với các đơn vị hoạt động đặc biệt còn lại trong quân đội Mỹ. Súng trường tấn công Súng trường tấn công tiêu chuẩn của Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt quân đội Mỹ là khẩu M4A1 với phiên bản nâng cấp SOPMOD2 được bổ sung thêm nhiều phụ kiện như tay cầm, laze, ống ngắm, kinh ngắm và báng súng. Tuy nhiên, mỗi lính đặc nhiệm có thể tự do tùy chỉnh súng của họ cho tới khi nào thấy phù hợp. Biến thể MK-18 cũng thường thấy trong các đơn vị hoạt động đặc biệt. Phiên bản ngắn hơn của khẩu M4 này được thiết kế để sử dụng cận chiến và cực kỳ đáng tin cậy. Ngoài ra, khẩu HK-416 còn là vũ khí yêu thích của lực lượng đặc nhiệm Delta và nhóm triển khai chiến tranh đặc biệt Hải quân DEVGZU hay còn được gọi là đội đặc nhiệm Triều Tim 6. Khẩu súng này được thiết kế dựa trên nền tảng của khẩu AR-15 nhưng có một số thay đổi đáng kể. Nó đã được Shio Team 6 sử dụng để tiêu diệt chùm khủng bố Osama Bin Laden. Lính biệt kích Mỹ, đặc biệt là các đội Shio và Ranger, đã có một thời gian ngắn trang bị khẩu SCAR vì phải cần giao chiến tầm xa Afghanistan. Được thiết kế chuyên dụng cho các đơn vị hoạt động đặc biệt, xa được đánh giá là vũ khí phù hợp cho mọi nhiệm vụ vì lính đặc nhiệm có thể thay đổi nòng súng tùy theo tình hình thực tiễn. Tuy vậy, vũ khí này chưa bao giờ thực sự trở nên phổ biến vì thiết kế kém hiệu quả và có xu hướng hay gặp trục trặc. Súng máy. Các loại súng máy được lựa chọn phục vụ cho các đơn vị đặc biệt của Mỹ là khẩu MK46 và MK48. MK46 sử dụng đạn 5,56 mm, có tùy chọn nhẹ hơn và cơ động hơn trong khi MK48 bắn đạn 7,62 mm, nặng hơn nhưng mạnh mẽ hơn. Cả hai loại vũ khí này đều đáng tin cậy và đã được đưa xuống biên chế cho các đơn vị thông thường vì tính hiệu quả của chúng. Do là những lực lượng tinh nhuệ có quân số tinh gọn nên các đơn vị hoạt động đặc biệt chủ yếu dựa vào sức mạnh hỏa lực để chiến đấu với kẻ thù thường vượt trội về số lượng. Hỏa lực nếu không tương xứng với số lượng sẽ khiến lính chiến gặp nguy hiểm và không phát huy được hiệu quả trên chiến trường. Cụ thế về hỏa lực giúp các đơn vị đặc nhiệm nhanh chóng giành lợi thế và giành chiến thắng. Vũ khí cận chiến các lính đặc nhiệm thường xuyên phải chiến đấu trong môi trường cận chiến. CQB, trầm chiến đấu qua từng căn phòng vừa là một nghệ thuật vừa là một môn khoa học nên đòi hỏi phải luyện tập nhiều năm mới thuần thục. Chính các kỹ năng CQB đỉnh cao đã giúp phân biệt giữa lực lượng Delta và đội 6 Geo với phần còn lại của các đơn vị hoạt động đặc biệt trong quân đội Mỹ. Trong những năm đầu triển khai CQB và chiến tranh chống khủng bố toàn cầu, GVKOT, các đơn vị sử dụng vũ khí khác nhau cho mỗi nhiệm vụ là điều khá phổ biến. Chẳng hạn như, các đội Chiêu đã sử dụng khẩu MP5 để dọn dẹp các căn phòng ngột ngạt trên tàu biển, nhưng CAG-15 và M4 lại dùng cho các nhiệm vụ hành động trực tiếp ở những môi trường khác. Ngoài súng trường và súng máy, khi thực hiện nhiệm vụ, lính biệt kích sẽ mang theo nhiều loại thiết bị khác như thiết bị xuyên thủng, kính nhìn đêm, tên lửa chống tăng, súng phóng lựu, áo khoác, bộ sơ cứu, dao, đồng hồ, thiết bị GPS, mũ bảo hiểm, thắt lưng, cáp treo. Vào những năm 1990, khi lực lượng Delta được giao nhiệm vụ chống phổ biến vũ khí hạt nhân, họ đã thành lập một đơn vị đột kích hạng nặng với các thành viên được đào tạo và trang bị để giải quyết các bunker và hầm kiên cố có thể chứa vũ khí hạt nhân. Mặc dù tải trọng sẽ thay đổi theo từng đơn vị, đội hình chiến đấu cũng như với từng cá nhân, nhưng đầy thường sẽ là những gì một đội gồm 5 lính đặc nhiệm của Delta Force có thể mang theo cho nhiệm vụ hành động trực tiếp súng trường HK416 với tổng cộng 1.500 viên đạn, súng lục Glock 17 hoặc 21 hoặc M1911 từ 425 đến 500 viên đạn, một khẩu súng máy MK46 hoặc MK48 từ 800 đến 1.000 viên đạn, lựu đạn nổ và phá mạnh, thậm chí có thể là cả súng phóng lựu.